Xin chào các bạn, liệu máy chính hãng tầm giá 10 triệu thì có chiến lược Gesinepark Marketing hay không, hay chỉ có máy xách tay mà thôi? Ưu nhược điểm của mặt lưng da so với cả mặt lưng kính, cũng như một vài lăn tăn về chiếc Redmi K60, tất cả sẽ có trong video ngày hôm nay nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mobile City. Rồi, thì mình có chia rõ cái phần timeline của từng câu hỏi phía bên dưới. Bạn nào muốn xem nhanh ấy, kích vào nhé. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên của bạn Hậu Nguyễn Thanh. Em muốn tư vấn máy dưới 10 triệu, marketing Genshin chính hãng, xách tay cũng được ạ. Ok, thì trong phân khúc chính hãng, theo mình thấy mức giá rẻ nhất có thể, chiến lược Genshin sẽ là chiếc Xiaomi 12T. Em này thì gần như giống hệt so với cả chiếc Redmi K50 Ultra các bạn nhé, chẳng qua là đổi chip thôi. Thay từ Snapdragon 8 Gen 1 xuống thành Dimensity 8100 Ultra. Bọn mình cũng đã từng test với chiếc Xiaomi 12T khi mà chơi Gesinepark ở đồ họa cao nhất. Tất nhiên là FPS nó không thẳng tắp được, nhưng mà tổng thể chơi khá ổn các bạn nhé. Luôn có xu hướng duy trì ở khoảng 5x và 60. Nhấp nhô một chút, không quá nhiều, tổng thể chơi mượt, không bị giật nha. Trung bình các bạn sẽ được khoảng 56.8 FPS, rất ok đúng không? Những trang bị còn lại giống hệt so với cả chiếc Redmi K50 Ultra, nên bạn sẽ có một cái màn hình đẹp này, hiển thị tốt, hai loa hay, không bị lệch, pin trâu 5000, sạc siêu nhanh 120W, camera thì cũng khủng, 108MP. Trường hợp thứ hai, nếu bạn thích iPhone đi thì bạn nên cố một chút nhá. Chiếc iPhone 11 hàng chính hãng mới cứng cũng loanh quanh khoảng 10 triệu hơn một xíu thôi. Nhưng mà với điều kiện khi mà chơi Gesinepark Marketing ấy, bạn phải gắn thêm sò vào nhá. Kết quả cũng sẽ được khoảng hơn 54 FPS trung bình, rất ok đúng không? Quan trọng là chơi không bị giật này, tại vì không bị tụt giảm quá nhiều và cái cảm giác vuốt chạm trên iPhone ấy thực sự mình đánh giá rất là cao, ngang với cả gaming phone. Điểm trừ lớn nhất của iPhone 11 theo mình sẽ là về màn hình thôi, độ phân giải không cao, tấm nền sẽ chỉ là IPS LCD 60Hz và thực sự viền màn hình rất dày, nhìn không phê. Nếu mà bạn mua máy xách tay thì có rất nhiều nha, nhưng mà theo mình sẽ có hai máy ngon nhất là chiếc Redmi K50 Ultra và Redmi K60, loanh quanh khoảng 9 triệu, phiên bản bộ nhớ cao hơn thì vẫn dưới 10 triệu luôn. Hai em này đều dùng con chip Snapdragon 8 Plus Gen 1. Bạn có thể vào kênh để xem lại video bọn mình test game hai chiếc máy trên nha, nói chung rất ok. Chuyển sang câu hỏi thứ hai của bạn Nguyễn Thế Hảo. Cho em hỏi, mặt lưng da và mặt lưng kính có những ưu nhược điểm khác nhau như thế nào ạ? Ok, mình sẽ nói về mặt lưng da trước nha. Ưu điểm là ngoại hình có vẻ bắt mắt hơn, đúng nào? Đa số các máy phải là phiên bản đặc biệt thì mới có mặt lưng da, hoặc là những chiếc máy đặc biệt. Ưu điểm tiếp theo, chống sốc máy sẽ tốt hơn. Khi rơi các bạn sẽ ít bị vỡ hơn nhá. Da mà, vỡ làm sao được. Và thường là mặt lưng da sẽ ít bị bám môi vân tay các bạn nhé. Tuy nhiên, nhược điểm, một khi các bạn đã bị bẩn rồi ấy, thì rất khó để mà làm sạch. Đó. Nhược điểm thứ hai, máy tản nhiệt không tốt. Nó khiến cho máy của các bạn sẽ nóng hơn bình thường nhá, nóng hơn so với cả phiên bản mặt lưng kính. Và nhược điểm thứ ba là thường ấy, những chiếc máy có mặt lưng da sẽ có giá cao hơn. Đó. Chuyển sang mặt lưng kính thì nhược điểm đầu tiên là thường sẽ bị bám mồ hôi nhiều hơn so với cả mặt lưng da. Đồng thời khi các bạn làm rơi ấy, cũng sẽ dễ vỡ hơn nha. Nhưng mà ưu điểm là khi các bạn bị bẩn rồi ấy, rất dễ làm sạch, kính mà, lau phát là xong. Tản nhiệt của máy tốt hơn, thậm chí tốt hơn cả mặt lưng nhựa các bạn nhé. Nó sẽ giúp cho máy của các bạn được mát mẻ hơn, từ đó hiệu năng ok hơn. Nhưng mà lưu ý, tản nhiệt tốt hơn, tức là khi các bạn cầm vào ấy, nó sẽ truyền thẳng nhiệt vào tay các bạn nha. À quên, ưu điểm lớn nhất là rẻ hơn. Tiếp theo sẽ là hai câu hỏi về chiếc Redmi K60. Bạn Nhật Đào này, Redmi K60 đã có ROM tiếng Việt chưa vậy nhỉ? Và bạn Cường 73, hiện tại em muốn mua điện thoại chiến game ngon, cam ổn thì Redmi K60 có được không anh? Ok, bạn Nhật Đào nha, hiện tại thì chiếc Redmi K60 có phiên bản ROM EU rồi. Và phiên bản ROM này thì các bạn sẽ có full tiếng Việt luôn, được cài sẵn cả Set Play. Và thường ROM EU ấy, cái tình trạng chết thông báo sẽ ít hơn so với cả ROM gốc nha. Còn với bạn Cường 73, chiếc Redmi K60 mình đánh giá chiến game rất ngon, Snapdragon 8 Plus Gen 1 tối ưu tốt, quẩy on game marketing kể cả Gesinepark. Tuy nhiên về camera thì theo mình là không quá ổn, mặc dù cũng là 64 chấm nhưng mà cảm biến hơi tèo nha. Kích thước sẽ chỉ là 1/2 inch, thu sáng không quá tốt. Đã vậy thuật toán của Xiaomi từ dòng thấp tới dòng cao mình thấy luôn bị hơi tối một chút, cộng với cả ám vàng khá nhiều. Mình dùng Xiaomi mình biết mà, thường thì ảnh chụp ra từ Xiaomi ấy, mình sẽ phải chỉnh sáng lên một chút này, cộng với cả kéo sang ngả xanh nhá, nhìn nó sẽ ok hơn. Theo mình chiếc Redmi K60 chỉ hợp khi mà bạn chấp nhận cái việc đó là trước khi up ảnh lên mạng xã hội, bạn phải chỉnh sửa lại một chút. Còn nếu mà bạn không biết chỉnh ấy, nhìn ảnh nó sẽ hơi tèo. Ok, các bạn thấy sao về những câu trả lời của mình, có ý kiến gì hay không? Cũng như có thêm thắc mắc gì thì hãy comment phía bên dưới nhá. Link mua các máy xuất hiện trong video ngày hôm nay, mức giá rẻ nhất tại Mobile City, mình sẽ để dưới phần mô tả cũng như bình luận game của video. Giờ xin chào, bye bye.